Ở đây mình tính được K của hợp chất hữu cơ là bằng 5, số mol là bằng 0,05, mol NaOH là 0,06. Chúng ta nhận thấy là đối với te đương chức, vì trong này có hai oxy mà đốt hỗn hợp hai cái te này đi tác dụng với NaOH, nếu mà là nó tạo ra ancol thì số mol NaOH đúng bằng số mol của te, nhưng trong trường hợp này là mol NaOH lớn hơn. Điều này chứng tỏ là trong hỗn hợp hai cái te chúng ta sẽ có một este là este phenol, một este là ancol. Như vậy ở đây ta giả sử x của chúng ta là este phenol RCOO C6H4 R phải RCOO C RCO R đây là R 2 phải CO R 3 phải. Chúng ta đi tác dụng với NaOH. NaOH. Như vậy ở đây nó sẽ là hai NaOH sẽ tạo thành RCOO Na cộng R phải C6H4 O Na cộng cho H2O. Dưới này tạo thành R 2 phải COO Na cộng cho R 3 phải OH. Yêu cầu chúng ta đó là gì? Yêu cầu chúng ta là thu được hỗn hợp chứa 3 muối. Mấu chốt ở đây là 3 muối. 4,7 gram 3 muối. Mà người ta cho chúng ta là 3 muối. Điều kiện để có 3 muối là R phải khác R phải và khác R 2 phải. Chúng ta lưu ý để tạo hai muối thì cần điều kiện cần là R khác R2 phải thôi. Bởi vì muối này là muối phenolate, còn đây là muối của axit carboxylic. Như vậy điều kiện ở đây là R phải khác R2 phải. Vì hai thằng này cùng gốc. Được chưa? Người ta yêu cầu chúng ta là tính khối lượng muối của axit carboxylic có phân tử khối lớn hơn. Sau khi chúng ta biết được R và R2 phải thì chúng ta sẽ biết được muối nào có phân tử khối lớn hơn và chúng ta tính, thế là xong. Như vậy để giải cái bài tập kiểu như thế này thì đề đã cho chúng ta là số mol của đề đã cho chúng ta số mol của hỗn hợp hai este và NaOH. Chúng ta thì đi giải hệ x đi, đặt đây là x, đây là y, đây là 2x, đây là y. Số mol này người ta cho chúng ta là 0,05, còn thằng này là 0,06. Bây giờ em lấy 0,06 trừ 0,05, y trừ y là hết. 2x mà trừ đi x thì còn lại x. X ở đây là bằng 0,01. Tổng 0,05 thì y là 0,04. Như vậy đây là 0,01, đây là 0,01 và đây là 0,04. Thế để cho tổng 3 muối bằng 4,7. Được chưa? Khi đó mình sẽ tìm biểu thức liên hệ giữa R, R phải và R2 phải. Bây giờ chúng ta có như sau. Chúng ta có này, R nhân 0,01 0,01R cộng cho 0,01R phải cộng cho 0,04 R2 phải góc này nhân cho 0,01 góc này nhân 0,01 góc này nhân 0,04 góc COONA. CO là 44, NA là 23 là 67. Hai số mol này cộng lại là 0,05. C6H4ONA là 115 nhân 0,01 và theo đề cho ở đây là bằng 4,7. Khi đó chúng ta sẽ tìm được mối liên hệ giữa R, R phải và R2 phải. R cộng R phải và R2 phải. Em sẽ tính như sau. Em lấy 4,7 trừ đi rồi chia cho 0,01 thì chúng ta sẽ tính được biểu thức liên hệ giữa R, R phải và R2 phải. Ở đây mình tính được là bằng 20. Thì chúng ta lưu ý là cái R2 phải chúng ta bây giờ có thể là nhận giá trị là 1 và 15. Nếu 1 thì bằng 4 thì được, nhưng nếu bằng 15 thì đều bằng 20.
khi đó R và R phải bằng 0, vô lý. Như vậy buộc R ở đây, R2 phải ở đây, phải bằng 1. Thằng này bằng 1 thì chúng ta có này, tổng chúng ta là 20. Mà 20 mà chúng ta trừ đi 4 thì còn 16, được chưa? Ở đây mình lưu ý với thầy, 1 thì chúng ta quay trở lại đây. 1 thì thằng này phải là C6H5 không? Nhìn không? Tổng chúng ta đang là C8H8O2. Thằng này C6H5 rồi, tức là có 2C, có 6C. Thì thằng này còn lại 2C. Khi đó mình sẽ tính được R. R ở đây buộc phải là CH3. Gì nữa? Như vậy R là CH3 thì nó tức là bằng 15. Thì R phải chúng ta ở đây phải bằng 1. Vì sao? 20 này, trừ đi 4 này, trừ đi 1, trừ đi 15 đúng bằng 0. Như vậy cái thằng R2, thằng R2 phải bằng 1. Xin lỗi các bạn, nãy thầy bị nhầm nha. Hồi nãy R2 phải bằng 1 thì đây phải là H này ha. Còn thằng R này mình tính được là bằng 15 và 1. Chúng ta lưu ý nha, do thằng R2 phải bằng 1 này, R2 phải bằng 1 thì buộc R chúng ta bây giờ phải khác 1, buộc nó phải chọn là 15. Gì nữa? Điều kiện là R và R2 phải khác nhau, được chưa? Như vậy thằng này là 15, 15 thì ra là CH3, tổng này 2C, D cho chúng ta là 8C. Thằng này 2C rồi, thì thằng này còn lại 6C, C6H5. Thế là xong. Như vậy yêu cầu chúng ta là tính muối, tính khối lượng muối của axit carboxylic có khối lượng phân tử lớn hơn. Như vậy trong hai muối này, thì muối này là HCONA và muối này là CH3CONA. Muối có phân tử khối lớn hơn là CH3CONA, cho nên chúng ta bỏ trường hợp này. Chúng ta đi tính M này nữa là xong kết quả. Em tính M đi. Em sẽ lấy 0.01 nhân cho thằng này là 82. Ở đây mình tính được bằng 0,82 gam. Như vậy có đúng ở đây mình chọn là câu A.